Tại các khu tăng gia tập trung của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, tranh thủ thời tiết thuận lợi, cản bộ chiến sĩ đơn vị tập trung cải tạo đất, tưới tắm, chăm sóc kỹ lưỡng cho các vườn rau sinh trưởng, sẵn sàng phục vụ cho các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện thì chúng tôi có thể tranh thủ mọi thời gian vào buổi chiều dùng để tưới nước và bón phân để làm sao cho vườn rau tươi tốt để đưa vào bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã quản triệt sâu sắc cái nhiệm vụ làm tốt công tác chuẩn bị cho đón Tết Nguyên đạn và đón chiến sĩ mới. Hiện nay công tác chuẩn bị đặc biệt là về công tác hậu cần, đời sống, công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi thì đã tổ chức các cái lớp lớp để bảo đảm cho Tết Nguyên đạn và đồng thời bảo đảm cho đón chiến sĩ mới một cách tốt nhất xác định đảm bảo tốt hậu cần cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn và đón chiến sĩ mới 2024 là nhiệm vụ quan trọng nên trước đó, sư đoàn 968 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch cải tạo đất, bổ sung phân bón và lựa chọn các loài rau củ quả thích hợp để xuống giống. Cùng với đó, chủ trọng phát triển các đàn gia súc, gia cầm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị ngành hậu cần sư đoàn đã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ từ cơ quan đến đơn vị tổ chức gieo trồng hết diện tích tăng gia bổ sung đầu gia súc gia cầm và đến nay thì kết quả là toàn bộ diện tích của gieo trồng của sư đoàn cũng như đầu gia súc gia cầm đã bổ sung đầy đủ và chăm sóc phát triển tốt bảo đảm sẵn sàng phục vụ bộ đồi trong dịp Tết Nguyên đán cũng như ra quân huấn luyện và đón chiến sĩ mới. Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, công tác hậu cần của sư đoàn đảm bảo cho Tết bộ đồi vui Tết đón xuân được triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả. Hiện nay sư đoàn đảm bảo tư túc đủ 100% nhu cầu rau xanh, 95% thịt, 60% cá Các loài nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được chuẩn bị đầy đủ với quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống bộ đội trong mọi thời điểm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao